Bạn tạo ra các component ở trong cái React JS. Thì cái component á, thì các bạn biết là trong trong React nó có hai cái dạng component, một cái dạng là class component và một cái dạng là function components, tức là sau này là React hook đấy. Thì bây giờ mình sẽ tạo thử hai cái dạng đó nha. Thì cái dạng thứ nhất là các bạn tạo ra component class. Như vậy là ở đây, ví dụ ở đây ha, mình tạo ra một cái tập tin JavaScript để đặt tên là demo app1.js đi ha. Như vậy ở đây để tạo ra component á, thì mình đặt một cái class. Ở đây mình dùng class components. Như vậy là mình có demo app1 đi ha. Như vậy là các bạn phải extend một cái React. Như vậy là các bạn phải import một cái React như thế này. Import React. Đấy. Nó từ cái React này, thấy chưa? Mình phải import nó vô. Và các bạn phải kế thừa cái React components. Đấy. Nếu mà mình dùng cái dạng là này. Components. Đấy. Thì trong đây nó có một cái phương thức bắt buộc, nó gọi là phương thức render, tức là phương thức này các bạn phải trả về cái CSS cho nó. Thì ví dụ như mình return về cái H1 của mình đi ha. H1 thì ví dụ như là welcome class components. Đấy, như vậy là đây là cái một cái component của mình. Như vậy là sau khi các bạn muốn chạy component này đó, biết xong component rồi thì các bạn phải export default demo app1 ha, để cho các cái ở các component khác nó được import vào để nó render. Thì bây giờ giả sử cái trang chính của mình ở đây, mình cho render cái của mình thôi. Như vậy là mình có cái demo app1. Đấy. Thì các bạn chạy lên nè, các bạn sẽ thấy là nó render cái component của mình nha. Thì khi mà các bạn làm cái component dạng class á, thì các bạn có thể có thêm một cái nữa là constructor. Đấy, constructor. Thì cái này giống như các bạn học lập trình hướng đối tượng vậy. Constructor là cái phương thức nó chạy khi mà nó tạo cái component chạy đầu tiên ha. Thì thường cái constructor này nó có thể nó có thêm một cái prop. Cái prop tức là cái property mà mình truyền vào cái component này. Thì một lát nữa mình sẽ nói tới cái này. Nhưng mà các bạn nhớ là nếu như trong constructor đó các bạn có cái prop như thế này, thì các bạn phải quăng cái này lên trên cho cái component cha của nó. Thì cái này mình sẽ bàn lát sau ha. Thì đây là cái chỗ mà mình có thể khởi động một số cái thuộc tính state. Thì khi mà mình tìm hiểu về state và một số cái thông tin mình đặt ở trong đây. Thấy chưa? Đấy, thì đây là cái dạng component class ha. Và các bạn một điều chú ý nữa, các bạn nhớ là khi mà mình return về cái element á, thì nó bắt buộc nếu mà mình có nhiều element, ví dụ như ở đây mình có một cái H2 nữa đi. Đấy, H2 nữa. Thì chỗ này nó sẽ báo lỗi là các bạn phải có một cái container chung. Các bạn bọc cái mớ này. Đấy, bọc cái mớ này lại như thế này thì nó mới cho phép. Thấy chưa? Đấy, thì các bạn để như thế này. Như vậy là khi mà các bạn để một cái container như vậy thì đôi lúc nó sẽ ảnh hưởng tới cái thiết kế của mình các bạn. Thì React nó biết cái chuyện đó, do đó nó cho mình thêm một cái nữa, nó gọi là React Fragment. Thì để viết tắt của React Fragment đó, thì các bạn có thể dùng này, React.Fragments. Đấy, nó cho mình cái này. Thì cái React Fragment này thì nó sẽ tạo ra một cái thẻ để bọc mấy cái thằng còn lại. Và nó không bị vướng cái thẻ cha ở trên đây khi mà nó gắn vào cái component gọi thằng này. Đấy, thì khi các bạn chạy lại thì cũng tương tự vậy thôi ha. Nếu như cái React Fragment này các bạn cần thuộc tính thì các bạn dùng dài. Còn nếu mà không có thuộc tính, mình có thể dùng ngắn gọn vậy thôi là cũng được. Đấy, không cần phải tên gì hết, bỏ như vậy thôi. Thấy chưa? Đấy. Đấy. Tương tự như vậy thì bây giờ các bạn muốn tạo ra một cái component dạng hàm thì các bạn cũng add ra một cái file. Ví dụ mình có một cái demo app2.js. Thì cái hàm đơn giản này thì các bạn cũng có function ha. Ví dụ mình có là demo app2. Thì cái này các bạn không cần phải trả ra gì hết ha, không cần trả ra. Thì tức là không cần phải kế thừa giống như cái class, nhưng mà cuối cùng các bạn phải return về cũng là HTML giống như vậy. Thì mình cũng có fragment này chẳng hạn, mình có ví dụ như là H1 đi, welcome to function component ha. Đấy, thì tương tự như vậy thì cũng vậy, mình thử thêm một cái nữa, H2 test 2 đi ha. Đấy, và xong rồi các bạn cũng phải export default demo app2. Đấy, demo app2. Rồi, đấy. Cái này ở dưới chứ. Rồi, mình để đây ha. Đấy, thì ở đây mình chạy cái thằng app2 của mình thử nè. Để gắn cái demo app2 của mình vô ha. Đây ha, thì các bạn nhớ là khi làm nó sẽ import cho mình như thế này. Đấy, và các bạn sẽ chạy lên. Thì bây giờ nó tự động nó reload lại cái app2 của mình đây. Đấy, thì đây là cái dạng demo cơ bản, hai cái component. Một cái là class component và một cái là cái function component.